Thân chào tất cả các bạn. Trước tiên thì tôi muốn cảm ơn sự theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh trong tuần vừa qua. Hôm nay thì chúng ta bàn về cái tính toán sức chịu tải của cầu. Phần 1 thì tôi sẽ phân tích cái vấn đề sau khi hạ cầu và tính sức chịu tải theo vật liệu. Năm 1851, đặc sư Hy ông đã cảnh tỉnh cái công tác nền móng. Ông nói là không có cái vinh quang trong nền móng. Cái câu này rất là chí lý. Rất nhiều công trình đã hư hỏng khi chúng ta hư hỏng trong nền móng. Và cái sập nhịp cầu ở Cần Thơ cũng là một cái lời cảnh tỉnh lớn. Kobayashi là một cái công ty rất lớn của Nhật, hàng đầu của Nhật, nhưng mà sơ sẩy trong chuyện ba cái cọc đỡ cái dàn chống làm cho số người chết cũng khá lớn, khắc phục hậu quả cũng nặng nề. Như vậy chúng ta những người kỹ sư công trình thì khi tính toán cọc hoặc là làm móng cọc, thi công cọc, kiểm tra chất lượng cọc và kiểm tra khả năng chịu tải của cọc thì luôn luôn cảnh giác, luôn luôn phải tìm hiểu cặn kẽ để có thể chọn ra lựa và kết luận được cái khả năng chịu tải của cọc nó đúng đắn, người ta mới bắt đầu làm cái móng cọc và lên làm công trình. Người ta còn phải xử lý những tình huống ngoài mong đợi như là cọc không đủ tải, rồi cọc lệch vị trí, phải làm sao rồi thêm cọc hay là như thế nào đó, thì để cho hoàn thành được cái nền móng của công trình. Và công trình chúng ta hiện nay thì càng lúc càng nặng càng lớn, do đó các loại cọc tôi đã nói là hiện diện đủ rồi, nên ta cẩn thận. Về một cái cọc chế tạo sẵn mà được đưa vào thiết kế với chất lượng tốt đó, là hàm ý rằng khi mà chúng ta đóng xuống hoặc ép xuống thì cái không có hiện tượng tụt cọc xảy ra, tức là nó xuống đều cho tới nó chỗi. Khi đóng cọc hoặc ép cọc thì cọc nó sẽ xé đất xuống, đi vào đất, nó chiếm cái lỗ rỗng của đất. Nhưng mà trong lỗ rỗng thì luôn luôn chứa nước, phần lớn là đất mà đóng cọc đều bảo hòa nước. Không bảo hòa ở những cái vùng đồi thì tôi sẽ có dịp nói sau. Với các bảo hòa, khi mà cái cọc nó đi xuống, nó lấn, nó chiếm cái làm ảnh hưởng sang xung quanh, mỗi bên là một bằng một lần đường kính đó, thì nước trong cái lỗ rỗng nó phải thoát ra, mà ta đóng càng nhanh đó, thì nước phải thoát ra nhanh, mà nó thoát ra nhanh đó, thì nó ép làm cho các hạt cát lấn ra ngoài. Và khi mà có cái hạt cát mịn nhiều đó, nó sinh ra cái hiện tượng nén chặt giả, nó không xuống. Nó không xuống thì ta dừng lại nghỉ một chút rồi đóng thì nó sẽ xuống. Do đó cái đóng cọc thì ta mở cái nhịp chậm. Và trong cái vùng này thì nói là vùng nén chặt hoặc là u tăng, cát u nó cũng tăng nhưng rồi nó giảm xuống liền trong vòng 1-2-3 ngày thôi, thậm chí nhiều lắm là tuần lễ. Thì với cát chính vậy, với cát cái thời gian nghỉ cọc nó là 3 ngày trước khi chúng ta hạ cọc xong, thì nghỉ 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là thử tải tỉnh. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ cái tương tác giữa cọc với đất nền. Trong khi người ta hạ cọc, khi người ta đóng xuống đó, thì cái lớp đất cặp sát với cái mặt cọc nó bị trượt. Cái mặt thì gọi là cái băng trượt. Cái băng trượt thì chỉ trong băng trượt thì nó có miếng dạng dẻo, còn ở ngoài thì không. Tức là nó xáo trộn, lộn xộn nước ở trong chỗ này. Và nó, đất, cái cọc nó đang tuột trong đất mà. Cái vùng dưới mũi cọc cũng vậy. Khi mà nó gần chối thì nó sẽ phá cái vùng này, nó làm cho trượt cả cái khu vực nền ở xung quanh mũi cọc. Nó cũng hình thành ra cái vùng dẻo ở dưới. Trong những cái vùng dẻo này thì cái gốc ma sát, ví dụ như vùng này thì gốc ma sát giữa đất với cọc đó là một gốc ma sát ngoài, ta ký hiệu là phi A, CE là critical. Critical là bạn thấy bắt đầu phá hoại dẻo đó. Còn CV là khi phá hoại dẻo thì thể tích không đổi, nó gọi là CV, hàng, tức là thể tích hàng số. Và lực dính của nó đó, lực mà bám dính là ký hiệu là CA,
là lực bám dính giữa đất với bê tông, đất với gỗ, đất với thép, với vật liệu làm cọc là cái gì thì ma sát giữa đất với cái vật liệu đó, thì rõ ràng là đất với bê tông nó sợ ma sát, với thép là ma sát ít nhất và lực dính nó cũng ít nhất. Và cái nhưng mà cái tỷ số CA trên CU đó có nghĩa là lực mà bám dính trên cái lực dính nữa giữa đất với đất đó, thì mà đất càng dính với nhau càng lớn, lực dính càng lớn thì cái tỷ số này nó càng bé. Ví dụ như CU mà nó khoảng chừng 5 tấn trên mét vuông, tức là khoảng 50 kPa đó, thì nó CA nó cũng gần gần bằng. Nhưng mà nếu nó tăng lên 10 lần thì CU nó chỉ còn có 10% hay là 20% thôi. Ông Cát Sư Kỳ ông có đề xuất cái phi phẩy A bằng 2 phần 3 phi phẩy. Trở lại thì ta thấy gì? Cái vùng này đó thì là giữa đất với cọc. Còn với cái vùng mũi này thì cái vùng nền đó là đất với đất. Cẩn thận riêng hai cái nha. Ta tính cái nền thì không phải là phi A mà là phi phẩy. Đó. Thì nhưng mà cái ta phải phân biệt như vậy thì ta đưa số vô nó mới chắc ăn chứ hở ra là không phân biệt rõ ràng thì ta đưa nó nhầm lẫn, đặc biệt là khi ta mô phỏng. Hiểu rõ vậy thì ta mới mô phỏng được cái thông số nào ở đâu. Và cái băng trượt này thì đất cái hạt hạt đất với cái cọc, mà ban đầu nó là một cái nút đó, nó nằm chung giữa hai bên, nhưng mà hồi đóng cọc thì nó khác liền, do đó cái hệ số của cái phần tử tiếp xúc đó thì khi mà ta cho nó trượt càng dễ, ta sẽ hiểu ta đưa cái hệ số là bao nhiêu, 0,7 hoặc 0,9. Ví dụ như nếu mà lúc nó đang trượt thì ta lấy nó nhỏ thôi, nó chỉ 0,5 thôi, nó giảm cái ma sát xuống, ta hiểu là giảm ma sát xuống. Còn nếu mà không thì ta lấy bằng 0,9. Rồi nếu mà nó là gì, nó rất là xù xì thì có thể là 0,9, 0,95, thậm chí đôi khi ta thấy người ta lấy bằng 1. Đối với nền đất sét thì cái vùng mà nén chặt này thì nó có nén chặt gì, trong nó hệ số thấm nó bé như thế này đó, 10 mũ trừ 6 cm trên giây thì nó không có thoát nước kịp, nên nó chỉ u nó tăng lên thôi, còn thể tích lỗ đổng nó không có giảm, do nó vùng này bị tăng áp lượng lỗ đổng rất là mạnh. Rồi bây giờ nó có hiện tượng gần như là cố kết áp lượng lỗ đổng ở đây nó cao, bên đây nó thấp, thì nó thấm từ từ ra, và cái thời gian thấm ra có khi mất 1-2 năm. Chính vì vậy rồi ta mới thấy có một trong những cái quyển sách rồi ngay tôi có viết bổ sung sau này đó, là có sức chịu tải của cọc theo thời gian, đối đất sét nó có cái đó. Khi mà cái này nó hồi phục dần dần, tức là u giảm dần về cái trạng thái ban đầu, thì lúc đó nó mới chịu chịu đựng đúng được. Và cái thời gian nó là bao lâu thì có khi 1-2 năm, nhưng ta không thể đợi lâu như vậy được, nên vào khoảng ta quy định các cái quy định nhà nước, các quy phạm thì nó cho khoảng 3-4 tuần thôi, chứ không phải 3-4 ngày mà 3-4 tuần thì bắt đầu thử tỉnh. Và ta biết là đối đất sét thì cái giá trị thử tỉnh 3-4 tuần đó nó chưa phải là gia đình tôi giá trị tối đa đó, để càng lâu nó càng an toàn. Như vậy nó mới sinh ra cái gì, đối với đất sét cái kiểu hệ số thấm như thế này thì có một cái chuyện là tính sức chịu tải tức thời, với cái chịu tải lâu dài cát thì nó không có, nó thoát nước liền rồi. Còn ở đây sự tồn tại của u đó, áp lực nó rỗng gia tăng lên tới u nè, thì nó phải tiêu tan hết thì mới đạt được cái sức chịu tải chính. Và khi đó mà delta u mà nó bằng không đó, thì lúc bây giờ lại tính thay vì tính là cu thì bây giờ là tính là phi phẩy, thì cu phi u sao phải tính phi phẩy c phẩy, là khi sau khi nó tiêu tán hết được thế này. Vấn đề kế tiếp cũng là nên để ý cái đất sét yếu nó dày tới 30 thước ở cái vùng nhà bè hay là vùng Bình Chánh hay nhiều nơi ở Việt Nam càng về miền, tức là dưới cái từ Hậu Giang đổ về sông Hậu đổ về phía mũi Cà Mau đó thì đất sét càng nhiều. Nhưng mà đương nhiên ở cái vùng mà Thất Sơn á thì nó cái vùng núi thì đất
sát nó sẽ ít. Thì nếu mà một công trình chung cư khoảng 15 tầng mà ta cần tới 250 cọc, và tôi tính sơ sơ thì nó là 675 mét khối. Còn ta thi công trong vòng một tháng thôi, nó khi đóng còn ít hơn, mà phải đẩy 675 mét khối này, đẩy sang chỗ khác, thì nó chỉ có cách là nó trồi lên thôi. Nó trồi ra biên, nó trồi ngay chính giữa. Nên nó làm cái nhà xung quanh hư hỏng. Đó. Bây giờ muốn không có chuyện đó xảy ra, một là phải làm tường vây, hai là phải khoan mồi. Để mà ví dụ như 675 này, ta phải khoan mồi lấy lên khoảng chừng 300 mét khối, thậm chí nhiều hơn một chút, thì cái cọc nó vẫn xuống được, nó hồi phục được, nhưng mà không có phải làm hư nhà kế bên. Một cái câu nói khác cũng vui là công tác thi công cọc là công tác của người mù. Những công việc của người mù, đặc biệt là cọc dồi. Rồi, hoặc là tường vây, ta đào hầm xong, ý hưởng lắm, nổ rất là tốt, tới chừng đào xuống làm hầm, thì mới thấy ra đây là nhẹ lắm đó. Mà thấy ra là nên nó thấm này, mối nối của hai cái bàn đèn. Đây cái bàn đèn, bên này cái bàn đèn ở đây bị thấm nè. Nó thấm từ đây đổ xuống. Và thấm từ nước từ bên ngoài đổ vô đó, khó trị vô cùng. Rất nhiều công trình ở thành phố chúng ta bị bệnh này, nhưng thường là người ta giấu. Giấu mới bán nhà được. Người giấu thì đỡ phải, giấu được bảo hiểm thì đỡ phải tăng cái tiền bảo hiểm công trình. Đó. Và khắc phục thì nhiều lắm, nhưng mà một cái công trình mà khá nặng đó là công trình Pacific trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đó, làm sập cái nhà của xã hội văn hóa Việt Nam ở ngay chỗ gốc Pasteur, phải xây lại đền đó. Mà tới giờ công trình Pacific cũng còn loay hoay đó. Đó, nên chúng ta hết sức cẩn thận, phải tôn trọng quy trình, đặc biệt là khi có hiện tượng sụp là phải kiên quyết đào lại, thì đổ bê tông lại chứ không nên lướt qua. Khi ta lướt qua đó thì cái hậu quả nó rất là khó. Bây giờ đối với cầu dồi thì khi ta đào xuống, bây giờ ta bàn về cái loại mà ổn định bằng bùn đi, thì bây giờ cái ta đào mất rồi thì cái áp lực ở đây chống trả lại cái áp lực đất ở bên ngoài vô đó chỉ có bùn, và đất xung quanh bây giờ không phải là chặt lên mà nó rời ra, nhớ nó rời ra. Nên ta chọn cái thông số để ta mô phỏng của nó, thì cả cái vùng này nó đang rời ra, ta có thể cắt ra, ta mô phỏng cái vùng nó rời ra này so với cái vùng mình này, thì chúng ta mô phỏng nó mới đúng được. Rồi khi mà nó rời ra như thế này, bây giờ nó chỉ còn có một cái gì, chống lại áp lực đó để ngang đó, thì nó chỉ có áp lực bùng. Mà bùng á thì gamma của nó chỉ có 10,5 thôi, đỡ hơn chút là ta phải giữ cái mực bùng ở trên để cho nó ngấm vô, đẩy thêm một số lực nữa lớn hơn chút. Rồi cái thêm cái vỏ cát, tức là cái vỏ bùng, cái vỏ mà nó bám vô các hạt cát đó, nó tạo thành vỏ cát. Chữ cát ở đây là nó, tụi nó mường tượng là cái gọi là tượng hình quá đó, nó là cái vỏ của bánh nướng đó, ba bánh bông lan đó, nó mỏng mỏng đó. Và cái này nó khó cân bằng lắm, nó chỉ tạm thời cân bằng thôi, chỉ cần 5-10 tiếng đồng hồ thì cát nó lại sụp xuống ở dưới này rất là nhiều. Người ta coi cái hình đó, nó gọi là bơm bùng trước cái đổ bê tông đó. Hình như chỉ cần để một ngày, không thể đâu để lâu được, phải thi công liền. Và khi mà chúng ta đổ bê tông xuống, thì bê tông ta đổ ào xuống xòa ra thì dưới này nè, không thể nào mà bê tông nó vét được sạch ở dưới cái đáy ở dưới này. Hai bên nó nhiều lắm, nó vét được chính giữa, hai bên thì nó còn bùng. Và cái màng bùng đó bây giờ nó được thấm ra. Cái nước, cái bê tông lỏng này nè, nó đang đẩy ra. Bê tông thì độ sụt là 18 mà trở lên mà, thì nó lỏng lắm, nó đẩy ra, nó đè đất trở lại, nó làm rộng ra trở lại. Và cái độ đông kết đó, thì cũng phải trên 12 tiếng, thường thường là phải trên 24 tiếng. Nếu nó không trục trặc cái chuyện mà bê tông vận chuyển không kịp đó, thì ta kẹt ống là chỉ có làm lại thôi. Thế thì cái mặt cái cọc nhồi này luôn luôn nó xù xì.
Và ta thấy là cái hiện tượng mà hồi nãy hiện tượng bùng nó chính cái bùng á, tôi nói là ý là bùng nó dán cho vô cát chứ bùng nó không có thể dán vô bùng được, nên hệ quả mà ảnh hưởng bùng đẩy vô đây nè thì nó lại hiệu quả tốt cho đối với cát, nhưng mà đối với bùng nó phình ra thì bùng đây đâu có đẩy lại được đâu. Nhớ thi công cọc nhồi trong đất yếu rất khó so với trong đất cát. Cái này là những nhà làm cọc nhồi đã quen thuộc cái này lắm rồi. Và bây giờ khi nó hoàn thành xong thì nó có một cái lớp vỏ thêm, nó bọc mạnh thêm để mà ở đây thì bây giờ nó trở thành cái vỏ đất xi măng bụng, nó tốt hơn đất vì nó có xi măng, nó tốt hơn bụng. Và nếu mà ta mô phỏng thì ở đây cái mô phỏng này bây giờ đó, cái hệ số của cái vẫn có cái phần tử tiếp xúc, nhưng ta đâu có vẽ cong queo gì được, nó phi thực tế hơn, thực tế nó lại cong queo mà khi ta mô phỏng nó lại thẳng. Và chính vì vậy đó, rất rất khó mà ta mô phỏng cái nén tĩnh của cái cọc nhồi nó phù hợp hoàn toàn 100%. Khi ta xin, tôi cũng được đọc khoảng vài ba chục cái hồ sơ, nhiều hơn một chút, của những công trình lớn mà tôi có tham dự cái hội đồng nghiệm thu, thì tôi thấy đều phần lớn là ở dưới này khoảng trên 50% là vẫn còn bùng ở dưới mũi cọc, còn xung quanh mình không thấy, xung quanh chỉ đo được cái kiểm tra được cái mật độ của bê tông qua những cái siêu âm thôi. Còn bên đây là đâu có thấy được. Đó là những cái đặc điểm về cọc đóng và cọc nhồi ta cần lưu ý để chọn lựa số liệu mà tính toán hoặc mô phỏng trên phần mềm ta sang cái phần sức chịu tải của dọc trụ có cọc theo vật liệu chị. Cọc lòng thanh chịu nén đúng tâm là tâm hoặc là chịu kéo, và đặc biệt ta hay lờ cái vụ chịu kéo chịu nhổ này lắm, ta ít có để ý. Khi đụng chuyện là nó dễ quá tại ta không làm thôi, thì ta để ý là khi vật liệu bằng phi là hệ số ảnh hưởng bởi cái độ mạnh rồi tiết diện ngang của cọc mẹ là vật liệu. Do nó cái đầu tiên ta thấy là gì, sức chịu của vật liệu phụ thuộc vào tiết diện ngang của vật liệu, không phụ thuộc vào chiều dài. Và thậm chí càng dài thì cái phi này nó càng bé, tại nó mạnh, nó mạnh ảnh hưởng. Phi nó đâu có lớn hơn một đâu, từ một trở xuống thôi. Và ta giải phương trình này hoặc là tra bảng này để tìm phi, trong đó có cái chiều dài tính toán của cọc thì bằng với cái hệ số ràng buộc hai đầu của cái thanh nhân cái chiều dài thực của cái thanh đó. Và nếu mà cái cọc ta đang đóng ở dưới nó ngàm, ở trên này đầu lơ lửng ở trên thì ta phải lấy cái V bằng 2. Mà nếu mà một cái đầu ngàm đầu tựa ta lấy 0.7, hai cái đầu ngàm là 0.5. Ta có thể tham khảo một cách lấy cái phi khác của tác giả, nhiều tác giả cũng 5-7 tác giả, thậm chí phổ biến là cả chục cái tác giả đang có cái giá trị phi này. Về vật liệu thì gỗ thông già thì là 10 MPa, gỗ tràm từ 4-4.5, tràm thì phải trên 7 tuổi thì mới đạt được cái giá trị này. Còn thép thì tùy loại, bê tông cũng vậy, theo cái hàm lượng cấu tạo của bê tông thì nó sẽ ra được cái sức chịu nén này, hoặc là sức chịu kéo, tức là cái E là vật liệu. Tôi làm một thí dụ thử với một cái gỗ thông đường kính, cái cọc gỗ thông đường kính là 40 cm, đóng trong đất cát, tính sức chịu tải của nó khi cái vật liệu có dằn chéo và cái đoạn mà thực mà không có dằn đó, giữa hai cái dằn đó là không là 6 thước, thì từ đây tính ra được cái phi nó là 0.99, gần như là 1, và cái sức chịu của nó vào khoảng 124 tấn. Như vậy cái hình mà ta thấy ở cái bia New Bobbish đó thì chính vì ta không lạ gì nó vẫn tồn tại, và xe có thể chạy tới nó được, mặc dầu ta nhìn dàn đà, dàn đà ngang đà dọc rồi cọc rất là đơn giản, nhưng mà nó chịu cũng khá mạnh đó, chứ đâu có nó nhỏ đâu. Ở đây như thế này mà ta lấy hệ số dù an toàn là 3 đi nữa thì cũng trên 40 tấn rồi. Đối với bê tông cốt thép thì ta thấy gần như cái thành bê tông cốt thép chịu nén.
thì nó cũng có một phần là bê tông, một phần là thép. Trước này hệ số ảnh hưởng độ mạnh, cái cọc này dài 10 thước thôi, bán kính của nó cái cọc tròn này là 2 tấc, tức là cọc 4 tấc. Cái bán kính cái bê tông có chịu loại nén tính toán là 13 megapascal, xài 40 thép phi 20, RA bằng 210. Mình tính ra là khi mà nguy hiểm nhất là nó đang đóng hồi nãy đó, cái hệ số V nó bằng 2, từ đây 10 thước thành 20, rồi ta tính ra cái vật liệu, tức là nó cái ảnh hưởng độ mạnh nó lên tới 0,57. 0,57 thì tính ra được cái giá trị đó là 108 tấn. Tôi nói chữ tấn cho nó mừng tượng dễ hiểu, megapascal là cái đầu phải cộng trừ nhân chia. Tính toán thì trong thuyết minh ta vẫn phải theo SI, nhưng mà ta kèm những số này để đọc hệ hiểu nhanh. Nếu đóng xong rồi thì cái mũi cọc cho nó nằm trong đất rồi, giờ nó ví dụ về bằng 0,7 thì tính ra nó sẽ được là 176 tấn. Ta lưu ý trong đó thép đó nó chỉ chịu được khoảng 15%, xem chiếm là 15%. Do đó nếu mà cái cọc bê tông mà chịu nén hoàn toàn thì đưa thép vô nhiều nó bất lợi, chỉ có giai đoạn nguy hiểm nhất là cái lúc mà ta hạ cọc thôi. Đừng ta ráng người ta dùng khung, dùng nhiều gì đó để mà tựa để đảm bảo đừng gãy lúc đó thôi. Chứ mà đưa xuống thì thép theo thời gian thì thép nó rỉ rỉ thì lại là nó ly dị với cây cọc, nó bùng ly dị với bê tông, nó bùng bê tông ra, tại vì nó rỉ thì nó nở thể tích, bê tông chịu kéo rất là dở nó bung ra. Ta lưu ý cái đó một chút. Bây giờ ta bàn tới cái chuyện cái khả năng nó quy nhỏ cây cọc. Bây giờ một cái hồ bơi, giả sử hồ bơi này 5 thước, hơi mạnh tay chút đi, và nó được dùng trong vùng rất yếu, dùng bên An Phú, An Khánh hay là ở ngay chỗ gần cái vườn gần sở thú đó, người ta cũng thấy có cái hồ bơi nó nằm sát cái Nhiêu Lộc đó ngày xưa. Thì bây giờ cái này thì đa số có thể là cọc đóng rất là thừa, tại vì cái chịu nén nó đâu bao nhiêu đâu, bây giờ thậm chí nó còn nổi lên nữa mà. Bình thường có nước thì nó không sao, không có nước ở đây mình ở trên, giả sử nó là ngập lên 5-7 tấc gì đó, cái áp cái độ trên cột nước trong và ngoài đó, thì giả sử như trong bê tông này nó sạch bóng, nó không thấm nước, thì cái độ trên cột nước của nó dưới từ cái đáy hồ nó là 6 thước. 6 thước vị chi là 6 tấn một mét vuông, 60 kg, nó đang đẩy lên, nó đang đẩy lên. Thì cái hồ bơi này bây giờ nặng bao nhiêu, cái lớp này nhiều lắm là 5 tấc thì cho nó 5-6 tấc đi, tôi khóa ra cho 5-6 tấc, thì nên nó đang nổi lên, đang nổi lên thì cái mấy cái cọc này có chịu được hay không, nó có neo đủ hay không, từ đây ta có neo đủ hay không. Chứ nếu không cái cọc nó ở lại mà trên này nó bứt cái đầu rồi nó đi, ta đổ bê, ta đóng cái cọc xong rồi đập đầu cọc, ta để thép neo vô trong bê tông ở đây, nhưng mà không có một dính một chút nào, khi nó nhúc nhích một cái là nó hở liền giữa cái đầu cọc với cái khối bê tông ở trên, nó không có chịu, bê tông không chịu, chỉ còn lại 4 cây thép thôi là nó đang chịu kéo rồi. Cái nguyên tắc tính tôi nhắc lại một chút, rồi đôi khi ta toàn là cấu tạo không được, cái gì người kỹ sư phải tính chứ không phải hở ra là cấu tạo. L neo trong dùng kéo là lấy 50, 40 tới 50, trong dùng nén là lấy 20 tới 30. Bây giờ liệu 50 đủ không? Thế bây giờ ở đây nó kéo thì cái thép nó bị giữ lại bởi cái lực dính, lực bám dính giữa bê tông với cái thép, và nó bám dính như vậy có nghĩa là có một, nó khi nó hoạt động đó, cái lực bám dính thì có một ảnh hưởng từ đây nó lan ra một cái khu vực mà ứng suất tiếp này nó lan ra, hay nói khác đi là cũng có phần nền bê tông đi theo cái thép này. Ở đây thì ta rút ra đâu đó chịu giữa đây, nhưng mà khi ta đẩy nó vô thì ngoại trừ lực bám dính chống lại, nó còn có lực chịu mũi nữa, như cái cọc cái thôi, và nó cũng có dùng nền xung quanh. Cái nền xung quanh này nè, cái nguyên nên ta phải cần có lớp bê tông làm chung với cây thép
xương cốt nó phải có thịt đi theo, có cơ đi theo. Do đó khoảng cách giữa hai cây thép cũng phải có quy định cụ thể, chứ không để nó sát bên được, sát bên thì nó đâu, nó giảm lực dính rất là nhiều. Nó không phải là bê tông cốt thép mà là thép bọc bê tông, hai cái nó khác nhau. Thép bọc bê tông là thép hình, thì lúc đó phải hàn râu thêm thì mới tạo ra được những cái lực này. Chính vì vậy khoảng cách những cây thép là nào là quy định đủ khoảng cách để cho hạt đá nó lọt qua, và ít nhất là đủ để có thể đảm bảo được cái lực, cái khối bê tông nó bám dính vào cây thép. Cái đó là dành cho các cái nhà mà chuyên về bê tông. Trong cái dùng nén như tôi vừa nói là ta có thể tính ra được cái LNL. LNL làm sao? Nó phải lớn hơn cái lực này mà nó đạt lên tới cái lực T đó, nó kéo đứt. Thì lúc nó kéo đứt tôi dùng cái R kéo, R kéo đứt á, ta thay vô đây. Bây giờ đối với hồ bơi hồi nãy, bây giờ ta coi những hồ bơi đó, cái áp lực đáy móng này chỉ có 12,5 kg Pascal khi mà nó không có nước, nó đang làm vệ sinh mà. Giả sử thì nền nó là cọc tròn D40, 4 cây thép 20, có nghĩa là ta làm tròn nhớ trong, có thể là ta làm cái đai vuông, so với cái hình này hổm là cái cọc vuông làm đai tròn. Giả sử là ma sát nó đạt tới cái lực ma sát không lên 100 tấn rồi, khoảng cách giữa hai cọc thì tải nó nhỏ xíu vậy, thì khoảng cách giữa hai cọc đó là 9D, không có cái quy định nào là bắt buộc phải 3D. Và như là mỗi cọc nó đỡ được 12,96 mét vuông. Khi bẫy đẩy nổi đó, thì cái đẩy nổi lực hồi nãy tôi thấy được đẩy nổi dưới đó là 60, ta trừ bớt cái áp lực đáy móng là 12,5, người ta nhân cho cái diện tích mà cái cọc chịu. Như vậy cái cọc nó chịu đăng, nó chịu kéo là 61,56 tấn, nhỏ hơn trăm, thành như cái cọc nó đang ở lại. Như vậy nhiều cái bốn cây thép nó chịu nổi không? Cái lực kéo đứt bốn cây thép ở đây tôi lấy bằng 6, tức là thép bằng 6, 360 megapascal thì nó chịu không nổi cái bề kéo đứt. Tức là B mà ta tính bằng kéo đứt cây thép đó, nó chịu được nhiêu đây, và bây giờ cái U nó tới 650 rồi, vậy là đứt rồi. Tức lực kéo nó lớn hơn cái lực chịu kéo đứt. Như vậy từ đó tôi tính ra công thức lực kéo đứt một cây thép là bao nhiêu đây. Thì lực neo á, để được một cây thép, để chịu được một cái lực nhiêu đây đó, neo mà để chịu nổi cái lực này đó, thì nó phải là 1 thước 8. Nếu tôi lặp lại, tôi đang tính như cái kéo đứt là 360 lần, thì nó lên 1 thước 8 lần, neo 1 thước 8 lần. Thay vì nếu cấu tạo ở đây nó có 1 thước rồi, 50 nhân cho 2 phần ra 1 thước. Ở đây thì tôi đang tính với cái E là K để cho nó cường điệu lên, để thấy là nó khi nó đẩy nổi là đứt thép đó. Do đó chúng ta cũng phải tùy, dĩ nhiên ta phải tra cái lực bám dính lên bê tông mà mỗi quy phạm nó đưa ra. Cái khuynh hướng của bê tông mà Đông Âu đó, tức là Nga và các nước Đông Âu đó, thì họ không đặt nặng cái này lắm, nhưng mà Tây Âu tức là Eurocode và Mỹ thì họ rất là đặt nặng cái kiểm tra lực bám dính. Và ở đây thì thép gân nó sẽ tốt hơn. Vấn đề sức chịu tải theo vật liệu của cọc chồi, thì cái cọc nhồi á, thì đổ bê tông hoàn toàn khác, đổ bê tông dưới bùn mà, bên dưới nước hoặc dưới bùn, có nghĩa là bên dưới nước hoặc bên dưới bùn. Tức là ta lấy RU đó để chia cho 4,5 và bắt buộc bê tông này phải mát thiết kế phải lên 300 kg sản vuông, chia ra nhưng mà không được lớn hơn, nếu mà đổ dưới bùn thì không lớn hơn được 6 megapascal. Và đổ ở trong cái hố khô á, thì vác như thế này thì chia ra nó lớn hơn, nhưng mà vẫn phải lấy 7 megapascal thôi. Và cái đường kính của thép thì không được lấy lớn hơn 28, là gì? Cây thép nó bị bùng ôm khi mà chưa có bê tông. Bê tông từ dưới nó đi lên á, nó vuốt cái
bùn xung quanh cây thép, thì dù sao còn chút nhiều chút ít nó lẫn vô bê tông, nó làm cho cái bám dính không tốt. Tôi lặp lại, cái lực bám dính của thép trong bê tông cầu chòi không tốt, nên nó khống chế là cái sức chịu để tính toán thì không được lớn hơn 210, dù thép nó có lớn hơn đi nữa thì vẫn phải ở cái mức đó thôi. Đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà ta làm việc. Sau khi hạ cọc, ta phải coi lại cái tình hình nó đang diễn ra như thế nào để ta tiếp tục sau đó. Thân chào và hẹn gặp lại.